Đây, bây giờ Sơn Hùng, Sơn Hà với ba Sơn chơi trò chơi con mực nha. Rồi. Bây giờ là đàn xanh á, là ba úp lưng lại vậy thì Sơn Hùng được chạy. Còn đàn đỏ ba quay mặt lại á thì Sơn Hùng phải đứng yên, không được nhúc nhích là bị thua. Rồi bây giờ chuẩn bị nha. Xanh. Đỏ. Trên. Đỏ. Trên. Đỏ. Trên. Đỏ. Trên. Ba đập trong cái là anh hai cười, anh hai thua rồi phải không các bạn? Ừ, mà con thua rồi. Ba giang giang. Dạ, ba giang giang. Ở nhà lấy trò chơi con mực bá đạo trên từng hạt gạo luôn không? Dạ. Cái hả mấy ba cái chú đi. Dạ, mấy ba cái chú nghe. Chưa không thua chưa? Ôi, đừng giận, ba giỡn mà con. Ba giỡn. Giận rồi, chơi lại đi con. Bye bye cô chú đi, bye chơi lại.